Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngự cái bạch trên sư phụ chứng minh, kính bạch tại trụ trì, kính thưa đại chúng và tất cả quý vị Phật tử. Lời đầu tiên con xin gửi lời vấn an đến đại chúng và kính chúc đại chúng có một ngày tu học thật nhiều niềm vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa đại chúng, cũng gần một năm rưỡi chúng con mới có dịp cầm lại cái mic để mà cùng nói chuyện buổi sáng với đại chúng, và cũng lâu lắm rồi mới có dịp được ăn cơm cùng đại chúng. Chứ mấy anh em con khi mà ra khỏi chùa Hoàng Pháp trở về với các chi nhánh trực thuộc chùa Hoàng Pháp, hầu như chỉ ăn cơm có một mình. Mấy hôm nay con về đây con cơm con thích, thấy rất là ngon. Không biết đại chúng ăn quen rồi không biết thấy sao, nhưng mà mỗi lần trở về ngon đây á, không phải là thức ăn chúng ta nhiều sơn hào hải vị, những món thức ăn cao cấp, nhưng mà ngon đây khi mình nhìn thấy quý đệ, nhìn thấy quý Phật tử trong chùa ai cũng ăn hết trơn á. Nói như sư phụ đó, thấy ai ăn hết, thấy người ta ăn sợ hết phần hay sao, tự nhiên mình cố gắng mình ăn, mình ăn nhiều tự nhiên mình thấy nó ngon. Còn khi mình ra các cơ sở, các chi nhánh thì ăn cơm có một mình. Thậm chí quý vị biết là con ra một năm trời là con tự nấu, tự ăn không à. Nghĩa là xuống nấu gì ngon nhờ, dở chiều, có gì nấu nấy. Phật tử có thương thì người ta đi chờ cho, còn họ không thương thì mình tự đi chờ luôn. Ngày sau đó tự về sơ chế, rồi tự nấu nướng, tự ăn thôi. Còn về đây thì cơm dưng tới miệng, quá sướng luôn. Hầu như tất cả những cái lần mà con về chùa thì con không đi vội, con thường ở lại chơi với huynh đệ mấy hôm, rồi sau đó con ghé nhà thăm mẹ chút xíu rồi con mới ra lại. Con không có đi vội, bởi vì mình khó khăn lắm mới sắp xếp được một chuyến đi vào thăm sư phụ, thăm quý thầy. Mà mình vào vội đi vội đến như thế thì nó lãng phí cái chuyến đi của mình. Thì kính thưa đại chúng, mấy ngày vừa qua thì ở Hà Tĩnh chúng con có những trận bão, có những nơi rất ngập rất là sâu. Thì khi mà những ngày trời mưa, con để ý những con ốc sên ngày thường nó ăn những cái cây cỏ nó nằm ở dưới sát đất thôi, nhưng mà những hôm mưa bão nó cũng có cái sự cảm nhận được, nó bò lên những cái cây rất là cao. Thì mình thấy ủa, ngày thường sao nó không leo lên cao như thế, mà hôm nay mưa bão nó là cố gắng trèo bò lên trên cái thân cây câu, cái dừa hoặc những cây cổ thụ nằm tích trên những ngọn cây. Ngay như cái con ốc sên nó bảo vệ cái mạng sống của nó cũng cố gắng nó trèo lên thật cao. Còn chúng ta đã có trèo cao lên như con ốc sên chưa? Chúng ta cảm nhận được sự vô thường, cảm nhận được sự tam độc đang ngủ ngầm trong chúng ta, đó là tham, là si, là sân. Tham sân si nó luôn tồn tại trong chúng ta, để chuyển hóa được nó là cả vấn đề. Tại vì nó là một thói quen. Vấn đề như vấn đề từ thiện thôi, là một cái phương pháp mà chúng ta gọi là chiêm nghiệm. Nếu như chúng ta làm đúng phương pháp thì đó là một cách rất là hiệu. Có một anh đi câu cá về, thấy một ông ăn xin, thì anh câu cá nhiều, anh mới xớt ra một ít cá để mà cho cái vị ăn xin kia. Khi anh về á, về ngôi làng anh ta, anh rất là vui, rất là hân hoan, bởi vì hôm nay mình đã giúp được một người. Và anh kể câu chuyện đó ra cho vị trưởng thôn nghe, vị trưởng thôn mới không có sự hoan hỷ đấy. Anh giúp người ta một con cá, người ta có thể no qua một bữa này, nhưng mà ngày hôm sau người ta vẫn đói lắm. Thì hôm sau anh đi về vẫn thấy ông lão ngồi ăn xin đấy. Anh này mới cho người ta con cá và cho người ta thêm một cần câu nữa. Lỡ hôm nay ông ăn hết con cá rồi, ông tự cầm cái cần câu ra để ông câu con cá, ông ăn tiếp. Về khoe với vị trưởng làng, vị trưởng làng mới chê trách việc làm ông cũng không có sáng suốt. Ông cho người ta cần câu nhưng ông không chỉ phương pháp để câu và câu chỗ nào có cá, chỗ nào không có cá,
thì người ta cầm cành câu cũng trở nên vô dụng. Hôm sau thì anh về anh vẫn thấy cái vị ăn xin ở đây, vẫn ngồi ăn xin, cái cành câu dục ở bên. Thì lúc này anh mới vừa cho con cá, vừa chỉ thêm một cái phương pháp câu cá, làm sao cho con cá câu ở vị trí nào, từng loài cá câu vào những thức ăn khác nhau. Thì khi này anh về anh gặp trưởng làng, anh khoe, anh nói giờ không đã giúp tận tình rồi, vừa cho cá vừa cho cành câu và chỉ phương pháp để câu cá. Thì lúc này theo quý vị á, cái vị trưởng làng có khen thưởng cái anh thanh niên này không? Lúc này vị trưởng làng á mới nói rằng á, cái việc ông làm rất là tốt, nhưng ông á muốn tốt hơn nữa là ngoài những việc ông làm á, ông nên thay đổi cái thói quen của người ăn xin nó đi. Nếu mình không thay đổi, không chuyển được cái tâm của ông thì những cái việc làm trước chúng ta trở nên vô dụng. Bởi vì hàng ngày ông chỉ ngồi đấy và nhằn thôi, ông không bỏ sức lao động ra. Thì giờ mình có chỉ ông phương pháp hay là giúp đỡ ông rất là nhiều cách, nhưng mà mình không đổi cái suy nghĩ, cái thói quen hàng ngày của ông thì ông trở nên ỷ lại và ông chẳng bao giờ đi ra cầm cành câu ra sông, ra hồ mà câu cá. Thì mình muốn giúp đỡ ai đó, mình phải thay đổi cái nhận thức của họ, cái thói quen của họ. Quay về vấn đề tu học của chúng ta cũng thế. Chúng ta mới về chùa, chúng ta không thể mà mình bằng Phật, bằng Tổ, bằng Thầy được, hoặc là bằng những người tu lâu được. Chúng ta phải từ từ, dục túc thì bất đạt. Chúng ta vội vàng, chúng ta nóng vội, tự nhiên chúng ta lại là thấy đường tu chúng ta sao thấy khó khăn quá. Mình thấy bạn bè cũng mà tu tập mà thấy an lạc hạnh phúc quá, mà cớ vì sao mình tu tập mình càng ngày mình không phát triển, mà mình lại dậm chân tại chỗ. Không phải là mình tu đúng phương pháp, nhưng mà để thay đổi một thói quen, một cái những cái điều xấu trong quá khứ chúng ta gây tạo, thì không thể một nay một mai được. Con hay dùng về ảnh cái ví dụ cái cánh quạt. Nên khi mà quý vị tắt cánh quạt á, thì nó cũng cần một thời gian, cái quạt nó chậm dần rồi nó mới tắt hẳn. Chứ không thể nào quý vị tắt cánh quạt, lát quý vị để ý đi, mình tắt cánh quạt có bao giờ cái quạt nó dừng ngay được không ạ? Không bao giờ nó dừng ngay được. Nó cần thời gian tua chậm theo quán tính của nó, tua chậm. Đến lúc đó nó không còn trớn nữa, nó mới bắt đầu dừng hẳn. Thì chúng ta về chùa hôm nay này, là chúng ta đang từng bước chậm dần những cái điều bất thiện, và tăng trưởng những điều thiện. Những điều thiện thì giống như khi chúng ta bật cái công tắc, nó cũng không quay nhanh một lúc được, nó phải từ từ, rồi đến khi nó có trớn nó mới quay nhanh. Và những điều bất thiện thì chúng ta tắt nó đi, giống như tứ chánh cảnh. Điều thiện chưa phát sinh thì làm cho nó phát sinh, điều thiện đã phát sinh rồi thì làm cho nó tăng trưởng hơn nữa, điều ác chưa phát sinh thì đừng cho nó phát sinh, còn điều ác mà đã phát sinh rồi thì phải đoạn trừ, phải chấm dứt nó đi. Thì có như thế chúng ta mới tăng trưởng cái bước đường tu của chính chúng ta. Còn chúng ta vội vàng quá rồi chúng ta nản, chúng ta từ bỏ đạo tràng. Chúng con về chùa, chúng con thấy những gương mặt năm xưa khi mà chúng con còn ở chùa thì giờ cũng còn rất là ít. Không biết quý Phật tử nam nữ còn nhớ chúng con không? Chứ khi con nhìn xuống thì thấy một số cô bác, ông bà quen thôi, còn những người đa phần là mới và nhiều. Thì khi vào chùa chúng ta phải xem lại cái hành vi, cái lời nói, cái suy nghĩ của mình có đúng là một người tu hành hay chưa. Thầy Tâm Trường có ra thăm chúng con, chúng con có tâm sự với thầy Tâm Trường đó, là người tu chúng ta đến chùa theo con phân tích ra có ba chữ T. Quý vị xem mình là chữ T nào trong ba cái cách mà con phân tích. Chữ T thứ nhất là chữ tu. Tu đây là mình đến chùa, mình không hơn thua, không tranh giành, không đấu đá, chỉ vào chùa với mục đích là chuyển hóa chính mình thôi, luôn cung kính quý thầy, luôn tuân thủ nội quy,
luôn kính trên nhường dưới để bào mòn cái nghiệp chướng mình đi. Mà không sao, cái phước thiện mình ngày càng tăng trưởng để mình sanh về cái cảnh giới an lành khi mình xả bão cái thân này. Đó là người đến chùa với chữ T đầu tiên, đó là tu. Thì người đến với chữ T này á, thì cảnh chùa luôn mở cửa chào đón quý vị. Còn chữ T thứ hai đây á, là đến chùa vì chữ tiền. Đôi khi quý vị vào chùa được quý thầy tin tưởng giao phó cho những cái công việc mà nó liên quan đến tiền bạc. Ban đầu chúng ta đến chùa với cái tâm tu, nhưng mà khi mà chúng ta dính mắc vào tiền bạc rồi á, khi mà đưa quý vị 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu, quý vị tháng sau hết trơn á, mình khởi không khởi lòng tham. Nhưng khi quý vị cầm trong tay là 100, 200, 1 tỷ, 2 tỷ thì mình nghĩ rằng á, 100, 200 mình rút ra 1, 10 ngàn, 2 ngàn không có đáng. Nhưng mình khi mình cầm trong tay 1 tỷ mình rút ra 1 triệu, quý thầy chẳng có biết. Thì từ từ như thế dần đánh mất đi cái tâm tu của mình, là mình đến chùa vì tiền. Minh chứng rõ ràng trong tăng chúng chúng ta, rồi trong đại chúng, chúng con không nói tên cụ thể, nhưng mình cũng cảm nhận được một số người vì chữ tiền mà đánh mất đời tu của chính mình, đánh mất đi nhân cách của một vị xuất gia, hay đánh mất đi cái cơ hội được ở chùa tu học. Đó là người đến chùa vì chữ tiền. Rồi cái thứ ba, chữ T thứ ba chúng con muốn gửi gắm đến là ai đoán được hả? Quý vấn đề ai đoán được chữ T thứ ba không ạ? Chữ T thứ ba là chữ tình. Tùng kinh chữ cử nhảy hàng, Phật ơi con niệm tên nàng trong tim. Tùng kinh á, không tùng kinh đâu, niệm Phật á, thì không niệm Phật đâu mà niệm cái gì? Niệm tên nàng trong tim á. Thì mình đi tu mà mình dính đến chuyện tình cảm thì mình cũng chấm dứt, cũng khép cánh cửa đời tu của chính mình lại. Điển hình như công quả thôi. Đến chùa thì mới đầu là thất tình, thất tình từ từ đun dây điền, điền giật tê tê chết từ từ, nghĩa là thất tình buồn quá. Vào chùa tu, vào chùa thấy chú công quả bên kia đẹp trai sáng láng, nhà có điều kiện quá, kết luôn. Rồi các anh các chú này vậy, vào chùa tu đang tu gặp mấy cô công quả ngồi ăn bên này mà cái liếc mắt đưa tình bên kia, vậy là thua. Ngồi trên này được quý thầy giảng cho nghe, ở dưới kia không nghe, cứ cố gắng quấy xem bên kia. Dẫu biết rằng có 4 bức tường thành rất là cao rồi mà cố gắng quấy ngồi chỗ nào á để mà chính diện, để mà xuyên qua những cái bức tường thành là 4 hàng của quý thầy ngồi đây để được nhìn qua các chị các cô bên này. Mà các chị các cô bên này á thì thông báo với các chú là cũng tâm tu dữ lắm, không đáp đồng được đâu. Nên chúng ta vào chùa, chúng ta khi mà dính mắc vào chữ tình, chữ tiền thì rất khó để chúng ta tiến bộ trên con đường tu học được. Tại vì nó cứ chi phối chúng ta, là chúng ta phải suy nghĩ về nó, là chúng ta thổn thức về chúng nó, là chúng ta như thế nào? Ngày nhớ, đêm mong về một hình bóng ai đó, thì chúng ta sẽ quên Phật, quên Thầy, quên Tổ và quên đi phút giây chánh niệm trong chúng ta hàng ngày. Thì mong rằng trong mỗi chúng ta đây, khi đến chùa mình phải thực sự bằng cái tâm tu của mình. Chính nhờ cái tâm tu đấy mình mới chuyển hóa được chính mình, chuyển hóa được những nghiệp chướng sâu dày của chính mình, thì mình mới có thăng tiến trên bước đường tu học được. Tiền thể hôm nay đây chúng con được trở về với tổ đình Hoằng Pháp, thì chúng con cũng gửi lời cảm ơn trên sư phụ cũng như quý thầy. Trong những tháng năm chúng con ở chùa thì sư phụ đã dạy dỗ chúng con rất là nhiều điều, và đại chúng luôn mở ra một lòng từ, luôn thương yêu đùm bọc chúng con trong những tháng ngày chúng con ở chùa. Chính nhờ những cái phước đức đấy, chúng con được nương tựa thầy tổ về vấn đề mà chúng con dần trưởng thành hơn. Khi chúng con về Hà Tĩnh thì cũng nhờ phước thầy, phước tổ, phước đại chúng
mà có những công tác Phật sự cũng rất là viên mãn và hanh thông. Đó là chúng không phải là chúng con làm được, mà chúng con nghĩ là chúng con đang ăn mày phước của đại chúng. Như điển hình vừa rồi thì chùa chúng con đờ một số tiền rất là lớn do xây dựng tôn đồng thôi, được sư phụ và thầy trụ trì với đại chúng hứa khả để mà giải ngân cái khoản nợ đấy cho bà con Phật tử ngoài đấy. Tại vì khi xây dựng thì nợ rất là nhiều, nhưng mà sư phụ thương yêu rồi là đại chúng cũng đùm bọc. Chính vì thế vừa rồi giải ngân xong một khoản nợ rất lớn, chúng con thầm biết ơn sư phụ, thầy trụ trì, thầy tâm trường với đại chúng rất là nhiều. Bởi vì chúng con nghĩ là chúng con không dám nhận là mình là người có phước, nhưng mà chúng con cảm nhận là mình may mắn. May mắn bởi vì khi chúng con cách bước ra cái tổ đình Hoằng Pháp ấy, thì chúng con không phải lo nghĩ về vấn đề xây dựng gì chớn. Khi mà chúng con về cái ngôi chùa đầu tiên đó, ngay chùa đó bây giờ thầy Tâm Quả đang ở, thì Phật tử cũng đã xây dựng khang trang rồi, chánh điện, nhà tăng, nhà tổ, nhà bếp, trải đường đầy đủ rồi. Một quỹ đất cũng rất là rộng, tới 3 hectare, rất là rộng lớn. Chúng con ra đó chỉ có việc hướng dẫn bà con Phật tử thôi. Ban đầu thì có được có 5-6 bà Phật tử đến chùa, nhưng dần bây giờ mỗi tối cũng 20-30, những ngày tu tập thì 30-40 gì đấy. Thì ban đầu thì rất ít, có chỉ cố gắng xây dựng và phát triển đạo tràng thôi. Sau khi ở đó hơn 1 năm thì sư phụ lại tin tưởng, lại cử con về chùa Giai Lam. Thì chùa Giai Lam thì quý vị Phật tử chắc cũng đã biết, cử chúng con về đó để tiếp tục phát triển. Thì khi về đó chùa chiền thì các thầy trước, thầy Tâm Nguyện, thầy Tâm Phong cũng như thầy Tâm Quán cũng đã đặt những nền móng đầu tiên xây dựng cả rồi. Khi chúng con về thì chùa chiền cũng đã xong rồi, chúng con chỉ phát triển đạo tràng thôi. Đó là điều may mắn của chúng con, không phải lo nghĩ về xi măng cát đá nhiều. Còn con thấy một số vấn đề ra rất là vất vả, phải lo kiếm từng đồng từng cát, đi xin đi xỏ vận đồng để mà kiếm những đồng tiền để xây dựng. Thầy Quyên nhìn con thầy cười hả? Thầy Quyên nhìn con cười nên con nói luôn, thầy Quyên đang vận đồng tiền xây chùa đó. Nếu quý Phật tử nào có tâm thì phát tâm cúng dường thầy để thầy về hoàn thiện. Khi chúng con ra đấy một thời gian thì thầy Tâm Quyền cũng tiếp tục ra Hà Tịnh để làm đạo. Và thầy Quyền ra khổ lắm quý vị ơi, ra cái nhà vệ sinh mà không có đi nữa, cho ngủ phải đi ngủ ké bên ủy ban là bộ trống, rất là khổ. Để thôi, để ngày mai thầy Quyền sẽ kể chi tiết hơn. Thì mong ngày mai sẽ có một buổi nói chuyện sẽ đầy ý nghĩa, quý vị hiểu được cái sự vất vả khi mà quý thầy rời cái mái chùa Hoằng Pháp để ra làm đạo, gặp rất nhiều khó khăn. Thì một lần nữa chúng con xin cảm ơn trên sư phụ, cảm ơn đại chúng đã trong những ngày tháng chúng con ở chùa đã nuôi dưỡng, đã bảo bọc, đã nuôi dạy chúng con để có được ngày hôm nay. Cuối lời con xin kính chung trên sư phụ luôn thanh khỏe, tâm an và hoàn thành cái chí nguyện của mình ở trên Tà Đùng. Và kính gửi lời chúc đến đại chúng, đặc biệt là thầy Tâm Trường luôn chanh cứng đá mềm để tiếp tục phát triển tổ đình Hoằng Pháp ngày một phát triển hơn nữa. Chúng con đi các chi nhánh hoặc các anh em con đi chi nhánh trách nhiệm rất là nhẹ, còn riêng thầy Tâm Trường trách nhiệm bởi cả một cái tổ đình rất là nặng. Thì mong thầy luôn đủ sức khỏe để tiếp tục chèo lái cái tổ đình Hoằng Pháp ngày một phát triển hơn nữa. Và kính chúc quý vị Phật tử nam nữ luôn tinh tấn tu tập hộ trì Tam Bảo để giúp quý thầy hoàn thành tốt những cái Phật sự, pháp sự, tăng sự trong những khóa tu tại chùa Hoằng Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.